cái lần thứ hai em quay lại mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa hay là vì em muốn quay lại để mà em gặp bạn này nữa, bạn mua khác. Thêm một bé bạn gái nữa. Dạ. Wow. Bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái không phải là bạn phải không? Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho đi với em, hỏi em ơi em có phải con gái không vậy, sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có giảm chết gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái sau em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái xong rồi tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hoàng Trung, em năm nay 24 tuổi. Nghề nghiệp anh là cắt tóc. Còn em? Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Ảnh Quyên, năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng ạ. Em bán hàng online hay sao? Dạ không, em bán hàng tại shop, em bán mỹ phẩm ạ. Bây giờ hai em hãy cho anh biết rằng là lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và cái mối tình của các bạn nó bắt đầu như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là em là khách hàng của vợ em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. Thật là trớ trêu. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái nhưng mà dạ. Bạn gái đúng không? Dạ đúng. Ban đầu thì em cũng không có ấn tượng gì, chỉ là thích cái giọng nói thôi. Rồi sau về thì trên Zalo cũng có kết bạn với nhau á chị. Em cũng nhắn tin chúc cũng ngon hàng ngày. Xong nhưng rồi. Mà sao có là có Zalo? Không, lúc em Zalo em là kết bạn nhiều người lắm chị. Không biết có lọt vô bạn này luôn. À, chắc là tìm xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng. Tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? Là chỉ chọn nữ thôi. Lần đầu tiên em gặp ảnh thì như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên gặp thì cũng như là khách hàng của em thôi, em cũng tư vấn như bình thường vậy á. Em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà về sau đó thì có thấy có người nhắn tin cho em. Một tuần sau thì em mới biết là anh này, chứ em còn không biết ổng là ai nữa mà. Rồi dạ. Một tuần sau lý do gì mà biết là bạn này nhắn? Dạ là anh này quay lại chỗ em mua hàng tiếp. Rồi em mới nhận ra là cái anh này là vừa nhắn tin cho mình một tuần vừa rồi. À, cái lần thứ hai em quay lại mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa. Hay là vì em muốn quay lại để mà em gặp bạn này nữa. Dạ, mua khác. Thêm một bé bạn gái nữa. Dạ. Bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái không phải là bạn phải không? Bạn là con gái là. Dạ, đúng rồi. Bạn con gái. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô gái này? Một tháng sau rồi. Một tháng sau. Và tại sao em lại tỏ tình với cổ? Em cảm thấy là sống là không thể thiếu cổ. Ừ, nhưng mà em biểu hiện như thế nào khi mà em bắt đầu thả thính? Ngoài cái chuyện nhắn tin ra thì còn thả kiểu gì nữa? Dạ thì em nhớ là lúc đó là em còn đang đi học ủ túc, vừa học vừa làm với chị. Thì anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Cái ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng một tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sau em cũng thấy tủi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Cái sau mà em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã vậy đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà ra là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa. Là anh nói là anh bị té xe, trầy tay trầy chân vì đi mua quà cho em. Thế là em cảm động của em đồng ý luôn. Màu dính luôn. Dạ. Mà đừng có nói cây son nó mua tại cái tiệm cô này luôn nha. Em canh vợ em làm về mới mua, cho tạo bất ngờ. Cho y chang vợ em không biết gì hết. Tức là mua cây son của tiệm em để tặng cho em luôn. Dạ. Trước khi cưới là có đi đâu chơi xa với nhau không? Dạ có, em có đi Đà Lạt, lần thứ hai thì đi về miền Tây. Tiếng nào vui? Dạ, Đà Lạt vui không? Đi Đà Lạt vui hơn. Vậy hả? Nó vui thì sao em? Đi dạ, đi. Em hỏi đi. Chị biết em muốn hỏi gì luôn á. Đi Đà Lạt bao lâu em? Dạ, đi 3 ngày ạ. 3 ngày? Dạ. Ở khách sạn, ở chung, ở riêng? Dạ, chung. Ở chung. Có gì vui không mấy đứa? Phòng 2 giường á. Đêm đầu thì sao mấy đứa phung phí quá vậy? Phòng một giường đi cho nó rẻ tiền đúng không? Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có với anh. Đêm đó thì ngủ, đúng rồi là em định ngủ hơn đứa một giường, nhưng mà sau thì hai đứa một giường, giường kia để đồ. Từ bữa tối đó thì em cũng định là hơi ngủ bình thường, hơi sáng hôm sau đi chơi. Tại vì cả ngày đi rồi có rất là mệt chứ mỏi chân rồi. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm vậy đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi
đi với em hỏi: em ơi, em có phải con gái không vậy? Sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có cảm giác gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái sau em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái sau rồi tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp. Em lại sợ quá, em mới khóc, em đòi đi về. Anh này nằm ngay cửa khách sạn á, nằm đó với ôm cái ba lô này nè, không cho em đi ra khỏi mở cửa. Là ngang cửa luôn. Dạ. Tức không cưng, tức hay là tuổi? Dạ về nhưng thấy hụt hẫng cái gì? Hụt hẫng? Vỡ kế hoạch của mình. Vỡ kế hoạch. Tại vì đi Đà Lạt là cái cũng hừng hừng khí thế. Dạ đúng rồi. Ai ngờ hai đi nằm trắng cửa. Rồi là giữ gìn như vậy cho đến lúc cưới nhau luôn. Dạ, tới lúc gần cưới em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Tại vì nghĩ là hai đứa sẽ cưới nhau thì chuyện đó thì sớm muộn cũng sẽ có thôi. Em có tìm hiểu với mấy chị mà có kinh nghiệm rồi á, thì mấy chị nói là không sao đâu. Cảm giác đó là sảng khoái, với lại là giảm stress cho cả hai nữa. Nên cũng chuẩn bị tâm lý như vậy, nên là em cũng không có sợ gì nữa. Các em bây giờ có con chưa? Dạ, hiện có em bé được 6 tháng ạ. À, 6 tháng. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Đã cưới được 5-7 tháng. Rồi bây giờ ở với nhau được 1-7 tháng thì các em còn quá trẻ, quá son. Vậy thì tật xấu nó có lòi ra không? Có nhiều tật xấu không? Dạ có nhiều lắm chị. Em sợ kể hết chương trình này người ta cắt đi về hết, em còn chưa kể xong. Bây giờ mình kể đại khái rồi. Kể như thế nào mà xấu nhất đi. Có một lần á là em làm mất cái bông tai của mẹ em mua, tại vì lúc đó là em không có đeo bông. Mẹ em, chồng em mới mua cho một đôi, thì lỡ đó em làm rơi trong nhà tắm á. Em chưa tìm thấy, thì chồng em rất là quý những cái món quà mà mang giá trị là kỷ niệm á chị. Nên là chồng em mới la lớn tiếng là la cái đồ không biết giữ của. Em nghe cái câu đó rất là nặng, em rất là buồn, em khóc nhiều lắm. Mình bị sụp đổ cái hình tượng mà người chồng của mình. Nhưng mà sao có tìm được không? Dạ có, chị, nó rơi trong nhà tắm thôi. Ờ, trời chứ gì đó. Đó là một tật xấu, lớn tiếng với vợ. Rồi gì nữa? Chồng em nói nhiều lắm chị. Em nhân viên bán hàng, em đã nói nhiều rồi. Chồng em nói nhiều gấp đôi em. Em không thấy nào chịu nổi, em đi làm về rất là mệt rồi. Chồng em cứ lải nhải: làm này chưa, làm kia chưa, sao chưa làm. Cứ nói nó riết. Em không thấy nào chịu nổi, em đã rất là chịu chết luôn. Em chỉ cần chồng em tắt cái đài giùm em cái là em đỡ mệt liền. Khỏe luôn đó. Dạ, nói nhiều hơn em. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà gây lộn rồi đánh lộn chưa? Dạ cũng chưa có đánh lộn, nhưng mà lúc đó thì nói em không nghe, em cũng bướng quá thì anh mới nóng lên, ổng lấy cái điện thoại của em á, anh đập. Thì em mới cũng tức quá, thì hai vợ chồng thì có đánh nhau, thì là anh tát em một cái thôi. Dạ thì em cũng có đánh lại. Sau đó vô phòng khóc rắm rứt hay là làm gì? Dạ không, em gọi về cho mẹ, em nói là con bây giờ con về mẹ ở, con không ở đây nữa. Ở đây ai cũng phân hiếp con hết trơn á, không có bên vực gì con nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng giải quyết cho hai vợ chồng ở lại với nhau, thì kêu là vợ chồng giận thì đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Nên là tụi em cũng hòa lại với nhau thì không có giận cái chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Ở nhà có chơi với con không? Có chăm sóc con kỹ lưỡng không? Dạ cũng chăm sóc con, cũng thương con lắm. Nhưng mà có buổi tối là mê ngủ, không có dậy mà chăm con giùm em, hay là con khóc cũng mặc kệ, một mình em tự lo hết à. Hai đứa còn nhỏ quá, còn trẻ tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ mà. Rồi bây giờ tới em đó, vợ em có thật xấu gì không? Dạ hay cắn lắm anh, nhiều khi trên người em nó đề hương tích hết à. Em quýnh vợ em nhẹ cái, vợ em quýnh lại em mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Vậy á hả? Vợ em dữ lắm. Miếng, ăn miếng ăn mà. Một miếng trả tới 3 miếng. Đúng rồi, ăn một miếng trả 3 miếng, rồi sao nữa nè? Lại hay ở bừa bộn lắm chị. Bừa bộn? Dạ. Rồi nấu ăn có ngon không? Không ngon mắt, không ngon miệng luôn. Đó. Đó, em tả thử coi cái món mà không ngon mắt, không ngon miệng là nó làm sao. Món canh thì canh gì cũng đục ngầu hết anh. Còn món chiên hay là kho thì chỉ thấy cái màu tối tối thôi. Màu tối tối thôi? Dạ. Đổ nước màu quá trớn rồi sao vậy? Còn chiên trứng sao? Chiên trứng thì bình thường. Thì được đúng thì không? Được. Thôi, chiên trứng có cái màu vàng là được rồi. Các em còn quá trẻ, cho nên cái chuyện mà đêm đến thì sinh hoạt vợ chồng có thường xuyên, có vui vẻ được không? Có hòa hợp không? Dạ, lúc vợ em vui thì hòa hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ga hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó? Dạ. Là hù hả? Hù em, cho em đi ngủ luôn. Em tự nhiên là em cảm thấy là em không có cảm giác hay sao? Dạ thì sau khi sinh xong á thì em lại không muốn những cái chuyện sinh hoạt như vậy. Chuyện đó làm em rất là khó chịu, mệt mỏi và em đau đớn, là em không muốn làm thường xuyên như lúc trước nữa. Nên là những khi nào mà em vui vẻ thì em cho, còn không thì em cứ nằm đi ngủ mặc kệ ổng. Ông tự ngủ, ông cứ khó chịu bực bội vậy đó, ông tự đi ngủ luôn. Nhưng mà đó là chuyện trước đây hay là tới bây giờ luôn? Dạ tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì em bé mới có 6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Em bé cái thời gian này là cái thời gian mà cái tiết tố nữ thay đổi dữ lắm. Không có sao đâu. Dạ. Đó là bình thường, không có sao hết á.
Nó không phải là một cái bệnh lý gì hết, mà là hầu như ai cũng vậy, chứ em đừng có lo. Tại vì bây giờ thứ nhất là sanh cái thời gian mà dành cho con buổi đêm nó quá mệt. Em hiểu không? Mệt mỏi lắm. Cho nên rằng em cũng chưa có sẵn sàng cho cái việc đó. Cái cơ thể của người phụ nữ đó, nó có cái sự thay đổi, nó chưa trở lại như bình thường ngày trước. Thì nhiều khi vợ em cũng không có muốn ở trong cái trạng thái mà gọi là nó chưa trở lại như ban đầu á. Đó thì cũng không muốn cho chồng mình thấy cái điều đó. Tức là rất nhiều những cái nhỏ nó gộp lại, nó tạo thành một cái áp lực cho vợ em, mà để cho vợ em không còn cảm thấy thú vị ở cái chuyện đó nữa. Em hiểu không? Thành ra là cái điều đó nó bình thường thôi cưng. Em phải hợp tác với vợ em để cho vợ em giải tỏa được tất cả những cái điều đó. Thì sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường thôi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là bớt giận hờn lại. Hay giận hờn lắm. Dạ đúng rồi. Như con nít vậy. Nít mà, nít mà 22 tuổi là nít đó. Còn gì nữa không? À, biết lo cho nhà cửa, con cái rồi tập nấu ăn cho ngon hơn. À. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em yêu cầu đầu tiên của em là anh bớt nói lại, nói ít giùm em thôi. Dạ. Còn thứ hai là ví dụ bữa hôm nào mà em có đi làm mệt á thì anh chăm con phụ em, hai đứa thì cùng chăm nhau chăm con thôi, đừng có để một mình em chịu không nổi. Dạ. Chia sẻ đó em. Đúng rồi, chia sẻ với em. Nhiều khi chia sẻ ban đêm, nhiều khi cô ấy sẽ trở lại sớm. À. Đúng không nào? Rồi gì nữa? Em mong muốn chồng thay đổi gì nữa? Dạ chỉ hai điều đó thôi chị. Dạ. Ừ em làm được không? Dạ được, em cố gắng. Đúng không? Cố gắng nha, cố gắng chia sẻ với vợ đi. Rồi, xin chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn chị. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi, chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Trong một năm trời đó là em chịu hết nổi đúng không? Em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà. Chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối, nhưng không là gì được. Đó là buổi tối mà. Dạ, ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ hai ba bữa xuống. Trời ơi, là sống được nhà. Đó, nữ ở dưới, nam trên lầu, đó ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi. Nó không xách xe chạy vòng vòng xuống ngủ. Nhìn như một nàng tiên, một nàng tiên xám. Rồi, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Minh Quang, năm nay em 23 tuổi, em là nhân viên IT. Quang, 23 tuổi. 23 tuổi mà đã có vợ rồi á hả? Dạ. Vậy là cưng bao nhiêu? Dạ, em tên là Thảo Trâm, em năm nay cũng 23 tuổi. Rồi, hai đứa trẻ quá, 23 tuổi, cao mét mấy em? Dạ, em cao mét tư. Dạ. Rồi chồng cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Trời ơi. Anh đứng kế em thì anh cao hơn em nhiều. Ủa, Trân này làm nghề gì? Dạ em kinh doanh mỹ phẩm. Trân là người Huế hả? Dạ em người miền Nam nhưng mà ba em là gốc Huế. Em biết nói tiếng Huế không? Dạ biết ạ. Cái khuôn mặt của em mà em nói giọng Huế nữa thì là coi như hoàn chỉnh luôn á. Dạ, vậy em xin nói một câu nhỏ. Đúng rồi, em giới thiệu một lần nữa về mình bằng tiếng Huế. Dạ, em tên là Thảo Trâm, năm nay em 23 tuổi và em làm kinh doanh mỹ phẩm. Sáng mai em có thích nghe vợ em nói tiếng Huế không? Dạ có. Rồi hai em là quen Trân trong trường hợp nào? Dạ cách đây khoảng 4 năm thì trường em có tạo một cái buổi bạc ti á, thì vô tình gặp Trâm. Dạ thì ấn tượng đầu tiên của em về cái anh này là một cái ngoại hình rất là buồn cười. Tại vì lúc đó anh ốm lắm, anh mới có khoảng tầm 50kg thôi. Mà anh mặc một cái áo thun hình bamboo màu xanh lá cây, nhìn dễ thương, nhưng mà với cái quần thì lại quần jean màu xám xám với lại một cái đôi giày bata. Thì trông nó rất là buồn cười. Em lại thấy cô này nhỏ quá đi, so với mấy bạn cùng lứa thì ai cũng to, thấy cô này giống như là nấm lùn vậy á. Mình thấy mình dễ thương. Lúc đó thì cũng muốn xin số điện thoại nhưng mà thấy cô này cũng hơi chảnh chảnh. Rồi sau thì quen biết với nhau? Dạ sau đó khoảng một tuần thì lúc đó em bị thất tình. Nên nhớ lại là lúc trước mình có xin cái số điện thoại cô này nên em nhắn tin làm quen thử coi như thế nào. Mình cũng có nghĩa là trong cái đêm đó là em đã xin số điện thoại được của Dạ đúng rồi. Anh này về cũng không có nhắn tin liền, thì từ cái buổi đi chơi đó thì một tuần sau anh mới nhắn tin. Nhắn tin với nhau khoảng chừng một tháng thì anh ấy rủ đi chơi, tối hôm đó thì anh ấy rủ ra cầu Ánh Sao. Thì hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ấy mới chụp tay em lại rồi quay sang. Em mới nói là trong làm bạn gái quan nha. Cái cô này vùng vàng, cô này kêu
cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Có nắm tay giật ra. Em có nắm không? Có, em nắm chặt lắm. Nắm sao đâu, giật đi, giật đi Trâm, giật đi. Đó, cô giật ra phủ phàng. Tôi kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi, chứ mình mới quen nhau chưa đủ thời gian. Suy nghĩ bao lâu? Dạ, suy nghĩ thì trong một tuần đó thì anh này lên tấn công liên tục. Thì cứ đi qua chở em đi học rồi chờ em về rồi đón em về suốt một tuần đó. Thì cũng cần đến Noel thì đúng cái bữa Noel gần thì tới Noel là coi như là em chơi tuyệt chiêu cuối luôn. Knock out luôn đúng không? Là em mua một cái món trang sức cho cô này. Là cái gì? Là cái vòng đeo tay. Phải không? Dạ không, dạ, cái vòng đó cất rồi ạ. Thì em tặng cho cô này và em lại nói thêm một lần nữa. Dạ. Em làm bạn gái anh nha. Thì có giật không hay là đưa? Dạ không, đeo đi. Dạ đưa đeo luôn rồi. Dạ. Cái lúc đó là cách đây là bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. Dạ. Thế thì bao lâu thì tụi em mới lấy nhau? Dạ yêu nhau được khoảng 2 năm thì tụi em lấy nhau. À, nghĩa là tụi em đã kết hôn được 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái thời gian yêu thì có cái chuyện vui gì không? Nói rằng như là vợ em có ghen không? Trong thời gian yêu thì lúc đó là em vẫn còn học đại học. Thì vô tình em hack được cái tài khoản Yahoo của bà xã. Thì thấy được bà xã có chat lại với người yêu cũ. Thì lúc đó mình không còn cái gì mà mình diễn tả được nữa. Cái thời điểm đó là đã quen nhau rồi. Mấy năm? Dạ, cũng phải là 6 tháng. Lúc đó là đã về nhà ở chung với ba mẹ em rồi. À, tức là đã về ở chung với lại gia đình bên đây rồi. À, là tụi em có sống thử trước. Dạ, thì khi mà quen nhau được khoảng 4-5 tháng thì anh có xin phép về nhà chơi. Thì trong cái dịp Tết đó là thôi em xin mẹ cho anh về dưới nhà chơi đi. Thì đêm khoảng tầm 27-28 Tết thì em có xin mẹ là thôi mẹ ơi cho con dẫn bạn về chơi. Tết này chắc khoảng mùng 3-4 gì đó bạn con về. Thì mẹ em cứ nghĩ là con gái thôi chứ chưa bao giờ em dẫn bạn về nhà. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Dạ thì em mới kêu là dạ không được mẹ ơi bạn trai. Thì lúc đó mẹ em mới té ngửa ra là à có người yêu rồi. Ồ vậy dạ, hả? Thì dạ. Lúc đó thì sau cái buổi đó thì coi như là em nói với mẹ là nói thôi mẹ nói với nhà bên Trâm cho lên nhà mình ở đi chứ. Thứ nhất là đưa đón xa quá, hai sợ mất người yêu nữa, người yêu dễ thương quá mà. Anh hỏi là dạ. Khi mà em nói điều đó ra với mẹ em, dạ. Mẹ em đồng ý liền không? Dạ, mẹ em thương con trai mà, cũng đồng vậy ý đó. Dạ có. Ước gì mà có mẹ em ở đây thì anh sẽ hỏi mẹ em. Dạ có, mẹ em ở đây. Để xác nhận, có không? Dạ có. Nó không? Nó mẹ, dạ đâu? Mẹ đâu? Mẹ ngồi dưới. À, rồi hơi chào chị. Mẹ đó hả? Trời dạ. Tưởng chị không mà. Sẵn đây hỏi thăm chị ha, Trâm về sống với nhà mình á thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Nó mua một bịch chè thái về nó nói mà mẹ ơi con nói mẹ cái này cái gì xin tiền mẹ hả bực không, mẹ cho bạn gái con về nhà ở. Thì lúc đầu rất đắn đo, sau bé này đến nhà thì thứ nhất là thấy ngoan, xong mình bảo thôi được rồi để bác nói chuyện với ba mẹ con. Lúc đó mới điện thoại lên cho ông bà Xui bây giờ đấy, thế thì ông bà Xui mới em bảo thôi thế thì được, như thế thì gia đình em cảm ơn quá. Thế là mới dọn cái phòng của con trai để cho con dâu bây giờ ở, con trai lên sân thượng ở. Ồ vậy à, trời ơi. Tức có nghĩa là nhất bên trọng nhất bên khinh vậy đó. Tức có nghĩa là vẫn ở là riêng, ở phòng riêng hả chị ạ? À? Ở phòng riêng. Nhưng mà lúc đó mẹ có lo không? À, mẹ nhiều khi lại đi chợ, chợ búa rồi nữa. Thật sự là không có lo sợ không? Không có, lo thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải có một cái lo lắng cho con cái. Nhưng mà thật sự là mình tin ở hai đứa con. Thì sau một thời gian thì thấy có thể phải đi đến cái hôn nhân thôi chứ không thể để như thế được. Thì hai đứa ra trường và con trai đi làm được một năm và cưới vợ. Có nghĩa cái thời gian mà bé Trâm mà ở trong nhà mình là bao lâu? Trời ơi, siêu vậy đó hả? Một năm mà giữ được siêu vậy đó. Cái vấn đề là chị là nói với Quang là phải giữ, phải cẩn thận, đừng có đi nhầm phòng, chuyện đó là chuyện dễ. Rồi cái chính là chị căn dặn với Trâm như thế nào, chị sẽ dặn như thế nào? Hai bác cháu mới tâm sự. Mà cái mà quý nhất á, là cái gọi là ngàn vàng của con gái. Thì con phải giữ được cái đó, chồng nó mới yêu thương. Và mình cũng có một cái gọi là cái giá của mình á.
thì Trâm Vân dạ thấy cô nàng này khi mà Minh Quang nó cợt nhã trong nhà thì cô này nghiêm mặt lại. À, anh đừng làm như thế trước mặt mẹ. Nhưng mà không biết sau lưng mẹ có thế không. Không biết. Như vậy là Trâm là rất nghe lời mẹ em. Mà nói gì nói chứ lửa gần gơm lâu ngày nó cũng cháy. Mà cái lửa mà nó gần gơm hoài mà cái gơm nó bị tưới nước lên hoài không cháy được thì sao? Thì trong quá trình một năm Trâm ở nhà em á thì em chịu hết nổi rồi cái em mới nói thôi giờ cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Có nghĩa là trong một năm trời đó là em chịu hết nổi đúng không? Mà em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà do Trâm là nhiều hơn. Tại vì cứ một lần tới đụng là cô nói là em ở nhà anh mà giờ lỡ có chuyện gì rồi em khó coi khó nhìn mặt rồi ba mẹ em sao. Thế đó mà em mới kêu thôi như vậy thì mình cưới luôn đi. Mà Trâm ơi. Dạ. Em ở nhà đó mà em có bị hoài không? Dạ em biết á. Dạ em đang đóng cửa trong phòng thì anh này xuống gõ cửa. Em ơi mở cửa nói cái này nè. Anh nói cái gì? Thì anh nói cái này thôi, nói xong rồi anh đi lên. Thôi anh ở ngoài đi anh nói vậy đó, đứng cửa đó anh nói đi chứ. Em trong này em nghe rõ lắm. Thì anh này cứ đứng một hồi không được, bắt đầu hậm hực thì bữa thì đi lên sân thượng nằm, bữa thì chạy xe vòng đi chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng không là gì nữa. Đó là buổi tối à? Dạ ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ 2-3 bữa là xuống một lần. Trời ơi, là sống luôn nha. Nữ ở dưới nam ở trên lầu người ta nói ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi nó không xách xe chạy vòng cũng ngủ. Không, vậy là cảm ơn mẹ. Yeah. Tại vì mẹ dạy mẹ giáo dục con vậy là quá hay. Chứ còn đúng là chị cho mà cả lửa cả rơm nó ở sát bên nhau vậy mà nó không quản quản vậy là chị quá hay đó. Rồi sau khi cưới về thì bây giờ có phát hiện ở anh này có điều gì xấu không? Dạ sau khi cưới về thì nó không còn màu hồng như hồi yêu nữa. Bây giờ cái chuyên mục giặt mặt mà. Cái chương trình đặc sắc của ta là cái chuyện cái phút này nè đó, nói đi. Dạ cưới về thì anh này mỗi lúc một nóng tính hơn và hay la những cái việc lặt vặt. Thì ví dụ như là đi ra xe mà quên nón với khẩu trang, kêu ở anh ơi đứng đợi em chút xíu đi, em vô em lấy nón em lấy khẩu trang. Có nhiều đó mà cũng quên, đi tới đi lui có nhiều đó mà cũng quên. Người gì mà bất cẩn hậu đậu quá vậy? Tại vì cái đó em đã nhắc nhiều lần rồi mà cô này cứ có tính hay quên như vậy. Chứ mình đâu cũng muốn la vợ mình đâu. Còn gì nữa? Dạ, cái thứ hai nữa là từ khi mà cưới về khoảng được nửa năm thì tụi em có từ Sài Gòn về tỉnh để làm quán bán. Thì anh này nhậu rất là nhiều, hầu như là đêm nào cũng đi. Còn nếu như mà ít là khoảng 2-3 bữa đi một lần. Mà nhậu thì không nhậu sớm, 9 giờ đêm bắt đầu nhậu. Bữa nào mà về sớm là 12 giờ đêm. Tính của em thì không có chồng ở nhà không ngủ được. Em có nói là anh ơi đừng có đi nhậu thế này nữa, nhưng mà anh không nghe. Hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Thường thì là những ông chồng mà khi mà nhậu xỉn vô đó, cái này anh không biết là quan như thế nào. Đôi khi mà người ta không kiểm soát được cái hành động cũng như lời nói của người ta thì đôi khi là hay lo những cái chuyện cũ ra nói á. Dạ đúng rồi, anh này thì chuyên gia cứ nhậu bữa nào mà xỉn lắm á thì về nhà ngủ thôi, không nói gì hết. Còn bữa nào mà xỉn hơi á thì bắt đầu về là hồi xưa em lăng nhăng với người này, em lăng nhăng với người kia, em chắc chít này nọ là lôi hết chuyện cũ ra thôi. Là chồng em là dân IT nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà cài phần mềm gì vô máy em không? Dạ có, khi mà hai đứa đang quen nhau á thì anh này sau cái đợt phát hiện em chat với người yêu cũ thì có cài phần mềm vô điện thoại của em, tức là ai nhắn tin tới cho em hoặc là em gửi tin nhắn đi cho ai thì nhảy qua máy anh này. Gần nửa năm trời em mới biết được cái việc đó, là em rất là giận. Là bữa đó vô tình là hai cái điện thoại để gần nhau thì điện thoại em bạn em nhắn tin tới thì kêu cái teng, rồi điện thoại anh này cũng kêu cái teng. Em kêu ủa sao hai điện thoại tự nhiên nó lại kêu cùng một lúc như vậy, thì em mới lật điện thoại anh này lên thì em mới thấy là hai tin nhắn là y chang nhau, là cùng số gửi. Dạ thì em mới giận quá, em kêu anh này vậy là tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại làm những cái việc như vậy. Mình yêu nhau cũng lâu mà sao anh lại cài phần mềm thế này thế nọ. Em là không có đồng ý, em rất là buồn. Thì anh này vẫn tỉnh đó, không trả lời gì hết à? Dạ cái đó là phương án của em. Phương án tỉnh như là không có chuyện gì xảy ra. Mà tại sao em phải làm vậy, em không tự tin bản thân mình hay sao? Tại vì lúc mà trước khi cưới là em có phát hiện ra là cô này chat với người yêu cũ. Xong rồi từ đó em đặt cái mối nghi ngờ, em thử coi cô này có còn ai nữa không. Nên em
thử cài đặt mà mình cũng test thử cái phần mềm mà của mình làm ra luôn. Nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm đó. Gọi là nghe gì nghe lén thông tin cá nhân á là dễ bị vi phạm pháp luật lắm đó nha. Yeah. Bỏ chưa? Bỏ đi. Rồi. Rồi bây giờ tới Quang đó. Sau khi cưới về thì bà xã em có cái tính hay quên hơn, mà đặc biệt một cái á là khi mà hai vợ chồng xảy ra xung đột hay tranh cãi á thì Trâm cứ im lặng. Tới khi nào mà em hết chịu nổi rồi em la lên thì cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Dạ không, Trâm gần như hoàn hảo rồi. Chỉ có hoàn hảo rồi. Nếu là hoàn hảo vậy thì chắc đâu có mong muốn Trâm thay đổi điều gì á. Dạ chỉ mong muốn Trâm thay đổi một điều là khi mà em nói, Trâm hãy nói chuyện với em. Chị hỏi lý do tại sao Trâm lại không nói? Không phải là em không muốn nói mà tại vì anh này rất là nóng tính. Khi mà em nói cái gì ra mà anh này không vừa ý là anh nạt lại liền. Khi đó là mình cảm thấy là thôi thì mình nhịn đi, mình nhịn cho nó qua chuyện đi. Chứ mình nói rồi hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng không có hay. Khi nào mà em tức quá em kìm nén không nổi thì em mới nói một vài câu xong rồi thôi. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi là mỗi lần tức giận lên chồng em đừng nói gì không? Dạ không, thì em vẫn muốn anh nói ra những cái điều mà đang tức tối trong lòng. Ví dụ như là muốn em thay đổi cái gì là anh phải nói ra. Nhiều khi mà anh tức em thì em hỏi là anh ơi có chuyện gì vậy, thì anh quay qua tự hiểu đi. Em không có biết chuyện gì đâu mà tự hiểu. Thì anh cũng phải gườm gườm mặt cũng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì anh mới chịu nói với em. Thì nhiều khi như vậy em cảm thấy rất là buồn. Chị nghĩ rằng những cái mong muốn của vợ em đối với em á, chị nghĩ là chính xác. Tại vì thực ra em nghĩ rằng á, lúc mà em nóng lên mà Trâm nói đôi co với em á, thì em nghĩ rằng cái việc đó nó mau kết thúc cái phần mà tranh luận. Nhưng mà biết đâu chừng á, nếu mà Trâm mà nói qua nói lại á, thì cái xung đột nó bùng nổ hơn nữa. Tại vì tánh em nóng á. Đó thì chị thấy là nếu mà nói về sữa đó thì bên đây sữa nhiều hơn bên đây. À, thôi đừng có nạt vợ mình. Một người vợ nhỏ nhắn như thế này rồi mình lớn rồi nạt nữa thấy tội nghiệp nghe. Yeah. Rồi cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Hết em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc, em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc. À cũng xài chưa đến nửa em cũng gục ngã nữa. Dạ rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có một cô bạn gái mới. À chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chị Hương Vân nè, nhân dịp vợ chồng son một số mừng xuân, em muốn hỏi chị là chị có một cái lời chúc nào đó gửi đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là các cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Đối với em á thì cái câu đầu tiên mà nó chợt nảy ra trong đầu em á là câu gì? Ủa em hỏi chị mà. Thì chị cũng muốn hỏi em để xem chị em mình có đồng cảm hay không. Làm việc với nhau một cái thời gian rất là dài rồi. Bây giờ thì giờ á Hồng Vân với Quốc Thuận cùng nói chung một lúc xem là hai cái ý có giống nhau hay không nha quý vị. Mọi người đồng ý không? Vậy thì bây giờ ở dưới chúng ta đếm 1, 2, 3 để xem Thuận và chị Hồng Vân sẽ chúc cái gì nha. Nào bắt đầu. 1, 2, 3 sức khỏe và tình yêu. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, hai bạn giới thiệu về mình đi. Em tên là Mai Xuân Hiệp, 29 tuổi, em đang kinh doanh nhà hàng hải sản. Em là Giang Hồng Ngọc, em 27 tuổi, em làm nghề trang điểm. Kinh doanh hải sản chắc có lẽ đi ăn ốc bởi vì mới gặp nhau đúng không? Dạ không phải à. Em hôm đó em đang đi chơi với bạn em trên đường thì tình cờ em ngừng đèn đỏ, em mới nghe một giọng cười thật là lớn hơn cả cái tiếng còi xe của em. Trời ơi. Em mới ngạc nhiên em quay lại em nhìn thì em thấy một cô bé rất là nhỏ con dễ thương trong một cái bộ váy màu hồng. Em cố tình em chạy từ từ lại cùng với người bạn chờ cô bé đó lên thì em nhìn sang cô bé đó mới nhìn lại em cười mỉm chi với em. Em mới thấy cô bé này dễ thương quá, em mới chạy theo em cua. Tại vì cô bé này người nhỏ nhưng mà cười không có nhỏ đúng không? Dạ. Lúc đó anh cười sao? Em cười. Đó ảnh mới lên ảnh hỏi em ơi em có tin là cái nụ cười của em mà gây tai nạn cho người khác hay không? Em xem hỏi ủa tại sao vậy anh? Anh nói tại vì em cười lớn hơn cái tiếng còi xe của anh nữa. Người ta không có nghe. Rồi lúc em có sốc không? Em thấy cũng bình thường. Thì em thấy cô bé này cũng cá tính. Tại vì mình vừa mới nói như vậy rồi mà cô bé vẫn cười mỉm chi với em. Thì em chạy theo em cưa. Em mới mời cô bé này uống sữa đậu nành. Thì cô bé này mới nói là thôi em không đi đâu. Thì em mới nói tiếp là em cứ đi. Đôi khi á ly sữa đậu nành có thể thay đổi cả cuộc đời em sao? Trời ơi, tinh dễ sợ. Rồi khi mà em nghe cái câu đó rồi quyết định đi liền không? Dạ không, em nghe em cũng không đi. Em cũng chạy đi về thôi mà ảnh đi theo cũng cưa thêm đoạn nữa. Em thấy cũng chịu khó em cho số điện thoại.
rồi chia tay nhau về. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Khoảng một tháng. Em hôm đó em đang ngồi uống cà phê thì có một cái tin nhắn. Nội dung tin nhắn đây là: số điện thoại này là số điện thoại mới của Ni. Thì em coi lại cái tên người nhắn tới á là hi hi ha ha. Em mới sực nhớ tới, à cái cô bé mà Kỳ mình gặp ở trên đường có giọng cười to. Em mới nhắn lại em hỏi có nhận ra anh là ai không. Thì cô bé này mới trả lời với em á là anh là Bùi Kiện phải không. Cái gì? Tại vì cái hôm đó em hỏi anh đó là tên gì để em lưu số điện thoại vào máy. Anh nói anh tên Kiệm. Em hỏi Bùi Kiệm hả anh? Anh cũng ừ. Ủa mà sao sao lý do gì em lấy cái tên là Kiệm? Tại vì em cũng có bạn gái rồi. À. Cũng muốn làm quen với bạn gái này nữa. Bởi vì em cho tên của người bạn sau lưng của em á, để khi mà lỡ em đang đi chung với người bạn gái cũ á thì bạn gái này có điện thoại tới á thì em nói nhầm số rồi. Trời ơi. À, có nghĩa là cái ông ở sau lưng mới tên là Kiệm. À. Rồi hai bạn chính thức quen nhau khi nào? Cái lần đầu tiên mà đi chơi với nhau có kỷ niệm sau gì không? Sau khi mà em nhắn tin cho ảnh rồi cái buổi sáng đó là ảnh đang đi nhậu với bạn, ảnh lại gọi em ra. Em nói là em không ra đâu. Anh nói là em ra đi. Em nói em không biết đường. Anh mới nói là em đi taxi đến đi, anh trả tiền cho. Trời sốc quá thì. Dạ, em cũng không tính đi mà thấy sốc quá em ra coi thử coi chẳng như thế nào. Rồi sao nữa cưng? Em mới chạy ra em đón thì vừa một tay em chạy xe ra và một tay em nói chuyện với cô bé này. Thì khi chạy em bị té xe. Lúc đó em thấy anh cũng bị chạy chụa thôi. Nhưng mà tại vì máu nó lấm lem. Em mới hỏi anh có sao không? Anh nói là anh không sao hết. Rồi lúc đó ảnh cầm cái chén lên, anh xúc đồ thì nó lại rớt cái chén xuống. Em nghĩ là chắc là gãy tay rồi. Em bắt đi khám, ảnh không chịu. Em mới nói vậy anh leo lên đi em chở cho. Em mới chở anh đến bệnh viện luôn. Em lo thủ tục các thứ, mọi thứ cho ảnh luôn. Nhưng mà sao ngộ ta? Sao lúc đó xe em không nhờ gia đình em chở em đi mà em nhờ cô bé này chở đi? Thì em có liên lạc với lại gia đình và điện cho bạn gái cũ. Thì không ai tới hết, ai cũng bận việc hết. Em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc. Em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc. Sau đó em mới nghĩ là ảnh tại vì là ra đón em cho nên bị tai nạn. Em mới tới nhà em chăm sóc cho ảnh. Từ đó mới là nảy sinh tình cảm. Nảy sinh thôi, vậy thì bao lâu thì mới yêu? Tại ảnh hay tặng quà bất ngờ, những cái rất là lãng mạn cho nên em yêu luôn. Vậy thì những câu chuyện khi yêu sao? Quen nhau được 6 tháng thì em thấy cái tin nhắn của bạn gái cũ nhắn tới. Mà nhắn không có nhắn bình thường chị. Nhắn mật mã IBCZ gì đó. Em mới nói là nếu mà tin nhắn bình thường thì tại sao phải nhắn mật mã. Em bắt ảnh phải gọi lại giải thích nói chuyện rõ ràng. Mà anh không chịu, anh nói em là nhỏ mọn quá. Mình quen rồi thì mình cũng phải có chút xíu gì đó ga lăng với người bạn gái cũ, mình kết thúc trong một cái sự tốt đẹp chứ đừng để cho người ta phải suy nghĩ về mình là còn cái gì đó. Rồi cách cuối cùng rồi sao? Dạ thì chia tay không có liên lạc, sau đó mới huề lại. Ủa mà sao huề? Cũng cái chiêu làm quà bất ngờ đó anh. À cũng xài chiêu đó nữa. Dạ. Em cũng gục ngã nữa. Dạ. Rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có cô bạn bạn gái mới. Có nghĩa là trong thời gian mà giận nhau đó là em đã kịp quen thêm một cô nữa rồi đúng không? Nó có giống lần thứ nhất không? Em không có biết. Ảnh nói với em là ảnh đi qua Campuchia làm công việc cho nên không có sóng điện thoại để liên lạc với em. Em cũng tin. Có một lần ảnh nói ảnh về Trà Vinh chơi với bạn thì vô tình em tìm được cái sim cũ, mà trong cái sim cũ đó lại có cái số điện thoại anh ở Trà Vinh. Em mới gọi em hỏi là có anh đó ở dưới Trà Vinh chơi không thì cái anh bạn nói là không có. Chưa. Anh ấy tính không bằng trời tính. Rồi sao nữa cưng? Em mới lên kế hoạch, em điện cho anh kia em là nói dối vợ em. Nói vợ ông có bồ thôi không đúng không? Dạ. Ê cha cao cơ dữ ta. Em mới kêu ảnh á là gọi lại cho vợ em á là nói với vợ em là không biết em là ai nên không dám nói là Hiệp đang ở đây, tưởng là Hiệp đi chơi mà sợ bạn gái là điện lên hay ai không biết là vợ Hiệp. Nó nói như vậy. Chị rồi làm sao mà em phát hiện ra được? Cô bạn gái đó tự động gọi cho em, tự khai hết từ A đến Z luôn. Em thấy chị đó kể thì nghe cũng tội nghiệp, giống như là anh này gạt, cũng giống như em bị gạt, cho nên em muốn chia tay để nhường anh này cho chị kia mà anh không chịu. Rồi không sao? Chịu rồi làm sao? Em mới suy nghĩ, em cảm thấy không còn người phụ nữ nào mà hơn cô bé này nữa hết. Em mới quyết định là em đưa ba mẹ em sang nhà cô bé đó hỏi cưới. Hỏi cưới luôn. Trời ơi. Quá bất ngờ. Thì công nhận em chứ. Cũng bất ngờ hết hồn tại vì chưa có chuẩn bị gì hết mà được hỏi cưới như vậy đó. Rồi có đồng ý không? Cũng ừ tiếp. Có nghĩa là cưới nhau. Vậy thì anh muốn nghe những câu chuyện bất ngờ sau khi cưới. Sau khi cưới phải không? Đó. Lúc mà cưới về em cũng mới phát hiện là cực kỳ gia trưởng, khó tính. Anh nói cái gì cũng bắt em phải là nghe theo, phải là một người vợ hoàn hảo. Bắt em khi mà gấp khăn phải là gấp bốn góc bằng nhau. Ăn nói phải là ý tứ. Ăn cơm không được vừa cầm đũa vừa cầm thìa. Không được đưa cái tay ăn mà quá cái mặt ngồi ăn như tiểu thư. Bắt em đừng đi hai hàng. Đó. Rồi em thực hiện được mấy cái? Em thực hiện được 5 cái.
Cái cuối cùng là cái nào? Dạ đi hai hàng. Không thực hiện được. Dạ không. Tại sao? Tại vì cái gì mình sửa được mà. Gen gia truyền nhà em là từ ông bà, cha mẹ, anh chị cũng đi hai hàng. Mà em đi hai mươi mấy năm rồi chứ em sửa đâu sửa được. Có câu chuyện gì nào mà cái lúc mà cái hình ảnh tướng đi hai hàng của vợ em nó đáng yêu vô cùng không? Dạ có anh. Bữa đó em đưa vợ em đi lên chợ Tân Bình để mua những cái thiết bị đang cho vợ em trang điểm. Trong chợ là những cái sạp nó kế nhau và cái lối đi nó rất là nhỏ. Vợ em thì đi trước, em đi sau. Rồi nó cứ đi thoăn thoắt, em đi sau, em lượm hết cái này lượm tới cái kia, cứ đi tới cái hàng nào là đồ của hàng đó rớt. Ủa là sao? Là đi hai hàng. Đi hai hàng. Trời ơi. Cái lúc đi là có phải đi vào cái dịp Tết không? Dạ không, bình thường á. À, như vậy đi cái dịp Tết chắc có lẽ là rớt hết nguyên sạch luôn. Rồi em lượm rồi sao? Thì em lượm lên em máng lên giùm ta, ta cảm ơn em. Mà người ta quay qua người ta chỉ cô bé đó, nói á, trời nhỏ này sao nó đi tướng gì mà hai hàng nó đi đụng đổ đồ rồi, không biết nó lấy chồng nào. Em cũng nói theo, trời cô bé này con nhà ai đi kỳ vậy, chứ em đâu dám nói chửi luôn em sao. Không dám nhận là vợ mình sao bị chửi luôn. Trời ơi, con nhận em anh hùng ghê, anh hùng ghê. Em có phát hiện thêm một cái điều gì về vợ nữa không? Dạ có chị. Lấy cô bé này về ngủ thì xoay kim đồng hồ. Em mới nói thôi bây giờ về đi coi có sửa được hay không. Em mới nói thôi giờ anh buộc tay buộc chân em lại thử vài lần. Thật sự là em cũng muốn vợ chồng thay đổi cho nó phù hợp với nhau trong lúc ngủ. Khi mà anh chồng em anh yêu cầu em vậy đó, em cảm thấy như thế nào? Tự ái chị. Cái gì cũng bắt mình rồi, bây giờ ngủ cũng không cho thoải mái nữa. Bắt cột tay cột chân lại nên em giận, em bỏ về nhà mẹ em luôn. Cho anh hỏi nè, cứ mỗi lần giận vậy là bỏ về nhà mẹ hay sao? Dạ không, cũng không có, cũng phải tìm cách chứ chị. Em mới nói là bây giờ anh thay đổi đi, mỗi lần anh giận anh tức em á, anh đừng có chửi em nữa, mà anh phải nói là em đẹp quá, em dễ thương quá. Có em nói sao? Em nói nha, anh yêu em lắm, em đẹp lắm, tại chân em đẹp lắm, em dễ thương lắm. Thấy không, cái tâm lý đó là như vậy. Thôi mà chị hỏi nè, cái đó là những cái bất ngờ của gọi là chồng á, khi cảm nhận được ở vợ. Nhưng mà còn em á, hiện giờ á, đối với em á, chồng em có những cái bất ngờ gì? Hồi trước anh không biết làm gì hết trơn á, tại vì có một cái biến cố xảy ra cho nên anh thay đổi tính tình từ đó. Hồi lúc mà mới cưới thì anh chỉ bắt em ở nhà chơi điện tử và không cho đi làm. Nhưng mà em rất là thích đi làm cho nên em cố gắng em lén em đi làm, rồi em mới dành dụm tiền bạc này kia em giấu hết. Lúc đó làm ăn thất bại rồi ảnh mới suy nghĩ là đi tự tử. Trời ơi, gì bi quan dữ vậy. Lúc đó thì em xuống tận cùng vực thẳm rồi, tất cả mọi thứ em không ổn hết. Thì hôm đó em mới suy nghĩ đần độn tí xíu là em lên trên cầu em tỉnh tự tử. Thì em mới ngồi em hút hết một gói thuốc và uống một ly cà phê. Thì hút xong cái em cũng vừa tính nhóm chân để em làm việc đó, thì có hai người vịn vai của em mới giật mình lại. Thì là hai anh bảo vệ cầu, ảnh giữ em lại và ảnh phạt em cái tội xả rác. Phải không? Thì quá ra rồi sao nữa, hồi hộp quá. Rồi sau khi mà ảnh bị bảo vệ bắt á thì chắc tỉnh rồi, đi về nhà. Hai vợ chồng nhau mới bàn bạc là giải quyết vấn đề. Anh không ngờ là những cái tiền mà hồi xưa ảnh cấm em đi làm mà lúc đó là em dành dụm để trả nợ cho ảnh, cho nên từ đó là ảnh bắt đầu anh thay đổi luôn. Quan trọng là có cho em đi làm không? Dạ, còn phụ giúp em nữa. Dạ, phụ giúp gì? Lúc đó là để trả nợ thì em có buôn bán, em bán sinh tố, bán phá lấu thì ảnh ra ảnh phụ. Cái việc như là từ trước đến giờ ảnh chưa làm thì chưa bao giờ làm, vì ngày xưa là công tử chỉ giúp cô gái bạn chơi thôi. Nhưng bây giờ thì phụ vợ buôn bán, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ, rửa chén, là làm hết luôn. Em hạnh phúc không? Thì bây giờ mọi việc ngày xưa vợ em làm cho em thì bây giờ quán đó là em làm hết toàn bộ mọi việc đó cho vợ. Tất cả mọi việc mà em thấy hạnh phúc. Chị cảm nhận rằng bây giờ hai tụi em đang rất là hạnh phúc. Thế thì xin hỏi hai bạn là hai bạn có muốn hoàn hảo không? Nếu như có thể thì em muốn vợ em trở về như lúc trước. Tại vì em thay đổi thì vợ em bây giờ lại thay đổi ngược lại là giống như em ngày xưa. Cái gì kỳ cục vậy? Em làm đúng á, vợ em nói sai em cũng phải nghe sai. Trời, bất ngờ. Bất ngờ nữa, như là bất ngờ cho tụi chị nè. Và bây giờ là vợ em thì lại em thương anh lắm. Thương anh lắm. Đó, nói chung là tại vì hỏi thiệt em nè, hồi lúc mà chồng em á chưa thay đổi như bây giờ á, em có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu. Em cảm nhận được cái điều khó chịu đó thì chị nghĩ rằng em phải cảm thông được cái cảm nhận của chồng em khi mà mình trở lại con người sau y bản chánh của anh ấy lúc trước chứ, đúng không? Và cái mong muốn của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Qua cái buổi trò chuyện này chắc có lẽ là tụi em sẽ cảm nhận được rằng là trong gia đình mình ai cần phải thay đổi để cho cái gia đình mình nó sẽ hoàn hảo, đúng không? Nhân dịp đầu năm xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái Tết hoàn hảo và một năm như ý nha. Dạ, xin cảm ơn. Đi Vũng Tàu chơi, ngồi trên trong xe
Thì sau đó thì trao đổi qua nói chuyện qua lại thì đầu thấy mặc dù ăn đầu là thấy chậm vậy nhưng mà nói chuyện rất là dễ thương, mỏng nhẹ nhàng với hòa đồng dễ dãi. Lúc đó là hai người sẽ ngồi rồi. Dễ dãi. Anh này nóng rồi, bực bội, em cũng bực bội. Cái anh này quát lên là anh mệt mỏi rồi, anh không muốn làm bạn trai nữa. Anh em cũng nóng không có kém, em kêu ừ mệt rồi thì thôi vậy thôi chia tay đi. Sao chia tay thì sao? Bỏ về hả? Nói chia tay xong thì cái em đóng, lúc anh đang mở cửa tủ, anh lấy đồ. Cái đồ cái gì? Anh đóng cửa tủ, anh thẳng cầm lại một cái. Dạ không làm anh trai nữa. Xong cái móc trong túi ra cái chứng nhận, anh cũng làm chồng em thôi. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn trẻ. Chào anh chị. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Võ Vạn Thành, còn vợ em là Lê Thị Hà Xuyên. Em công tác đâu? Dạ em đang làm ở một công ty bia. Còn em? Dạ em với lại ông xã thì làm trong công ty. Em làm kế toán, ông xã em làm sale. Hai người gặp nhau là chắc là đi nhậu hả? Hay là đầu tiên gặp nhau á là khi em vào thang máy của công ty á, trong thang máy đó là có ba người cùng đi, em và một người bạn với vợ đây. Ấn tượng đầu tiên gặp á là cô này kêu lắm, nhìn thấy rất là thấy xinh đẹp nhưng mà kêu mặt nhìn trời lắm. Mà lý do tại sao mà nhìn lên trời mà không nhìn dưới đất kìa? Không phải là nhìn trên trời đâu anh, nói chung là mình không có để ý xung quanh thôi. Tại vì là ngày đi thang máy nhiều lần, gặp biết nhiêu lượt người mà hơi sức tao để ý cho mệt. Mà nếu mà để ý thì chắc là đã giúp chúng anh nào rồi chứ không phải anh mạnh. Có nghĩa là nhờ cái sự mà ngước lên trời á thì mới tới tay ảnh. Vậy hả? Vậy là em có cảm ơn cái sự mà chậm đó chứ bộ, đúng không? Thì sau cái lần đó thì em vô tình một lần á, thì là sếp em mới tổ chức một chuyến đi du lịch, đi Vũng Tàu chơi, ngồi trên chung xe. Thì sau đó thì trao đổi qua nói chuyện qua lại thì đầu thấy mặc dù ăn đầu là thấy chậm vậy nhưng mà nói chuyện cũng rất là dễ thương, mỏng nhẹ nhàng với hòa đồng dễ dãi. Lúc đó là hai người ngồi rồi dễ dãi. Xong rồi cái đầu em triển khai theo cái là xin số điện thoại, cái tối về nhắn tin em đang làm gì. Nhưng mà cái chính là em đã có ấn tượng gì với anh này chưa? Cũng nhắn tin qua lại rồi, cũng anh này anh cũng không có thể hiện rõ ràng là ảnh nói cho mình biết hay tỏ tình hay gì này kia hết. Nhưng mà bằng cảm giác thì em cũng biết là ảnh thích mình rồi. Nhưng mà do là em thì không có thích con trai nhỏ tuổi hơn. Anh này nhỏ hơn em 1 tuổi. Có một lần á là có sự kiện làm trong công ty, vợ của một cái anh bạn ảnh sanh con. Thì anh này ảnh chứng kiến cái giờ phút đó thì ảnh nhắn tin cho em. Trong đó có câu anh nói là không biết sau này thì ảnh sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều là ảnh sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Thì đọc cái câu đó thì mình cảm thấy là đã bắt được cái nhịp của mình, là em mong muốn một người đàn ông chân thành. Tôi nhắc cho vợ trả lời lại là em đọc xong em muốn khóc. Có nghĩa là em đã bị gọi là ấn tượng vì cái tin nhắn đó đúng không? Dạ. Đó em thấy không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này nó nhiều những cái bất ngờ lắm. Mà đôi khi những cái bất ngờ nó làm thay đổi cả một cái suy nghĩ cũng như cả một cái gọi là cái tương lai của mình luôn á. Đùng một cái tin nhắn, 300 đồng của người khác, 300 đồng thay đổi, 300 đồng thay đổi thì thay đổi một cái quan niệm về một cái người, với một cảm xúc của một người khác, thì tự dưng hai người cộng hưởng với nhau. Chắc có lẽ là sau cái tin nhắn đó là hai người đã bắt đầu dần bắt đầu là yêu nhau chưa? Rồi bao nhiêu lâu thì em cầu hôn? Thì đến mãi đến khoảng 6 tháng sau. Chắc có lẽ sẽ là một cái màn cầu hôn rất là lãng mạn giống như cái tin nhắn của bạn. Lãng xẹt quá. Một màn cầu hôn lãng xẹt chứ không phải lãng mạn em. Tin nhắn này là lãng mạn nhưng mà cầu hôn là lãng xẹt hả? Sao em? Dạ. Sao? Đâu kể nghe nói cầu hôn lãng nhách á. Cái lúc đó thì đi Phú Quốc chơi, mà tự nhiên ra tới sân bay thì bắt đầu kiếm chuyện. Tính hai đứa thì nóng rồi mà cứ kiếm chuyện nghe lộn, cãi nhau tơi bời. Xong tới tối đi ăn về xong tình hình cũng vẫn căng thẳng, mà còn căng thẳng hơn lúc sáng nữa. Thế là anh này nóng rồi, bực bội, em cũng bực bội. Cái anh này quát lên là anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn làm bạn trai em nữa. Anh em cũng nóng không có kém, em kêu ừ mệt rồi thì thôi vậy thôi chia tay đi. Sao chia tay thì sao? Bỏ về hả? Nói chia tay xong thì cái em đóng, lúc em đang mở cửa tủ em lấy đồ, cái đồ tính gì em đóng cửa tủ em tặng cầm lại một cái, giờ không làm bạn trai em nữa. Xong cái móc trong túi ra cái chứng nhận anh cũng làm chồng em thôi. Trời ơi, tại vì thực sự hay 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 tại sao em phải làm như vậy? Thực ra những cái chuyện mà cãi vã là em cố tình em làm hết. Trước khi tôi xuống sân bay ở khách sạn á là em cất đồ, cất cái chứng nhận kỹ càng á, xong rồi thì cái đó mình sẽ bỏ làm cãi vã lung tung hết trơn. Xong là cho nó rất là tức nước vỡ bờ luôn, là làm vậy. Xong cái tiệm đột ngột không đổi,
thì tự nhiên em nghĩ trong đầu quá là sẽ gọi sẽ bất ngờ rồi à, vâng rồi cuối cùng thì lúc đó em như thế nào? Em chân hững, không bất ngờ, không xúc động mà cảm thấy là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Bực bội, đang bực bội mà ít nhất thì cũng phải cầu hôn trong ánh nến lung linh của nhà hàng hoặc ít nhất thì là vẫn phải giữa tiếng sóng mênh mông của biển, là đang đi Phú Quốc mà đằng này không là trường hợp là trong đó hết, rất là lãng xẹt như vậy. Em lúc đó em nghĩ trong đầu là vậy, tại em tính kỹ quá rồi. Xong tự nhiên đưa xong rồi nhận cái cầm ra, cũng cầm xong mặt nhìn em lực bơ tơ. Ủa vậy là được cầu hôn rồi hả? Xong rồi cái đơ vậy, đơ 5 phút làm em cũng đơ theo luôn, em cũng thấy quê sệ rồi. Tính đơ luôn, xong cái hỏi cái em mới ngồi em thấy không gian im lặng quá, em mới phá mở không gian bằng câu thì có lấy không, không lấy trả thôi. Trời ơi. Cú xăng tô này quá mạnh luôn. Rồi sao, sao lấy không, lấy không? Lấy. Tụi em chắc là hay gây lộn nhau lắm phải không? Dạ đúng rồi. Khắc khẩu. Thấy có vẻ khắc khẩu đúng không? Dạ. Nhưng mà hỏi thiệt nè, tức là một ngày trung bình tụi em gây lộn với nhau mấy lần? Ngày chắc phải 5 lần, trung bình 5 lần. Trung bình 5 lần một ngày. Và sau mỗi lần gây lộn thì bao nhiêu lâu thì quề lại với nhau? Dạ cãi xong quề liền. Quề liền. Rồi sau cái quề liền đó làm cái gì? Dạ. Là lại cải tiếp. Nói chuyện cái hồi luyện có vấn đề là khác, lại cải tiếp. Cải tiếp xong lại quê. Tới bây giờ thời điểm này tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 5 tháng. Vậy hả? Dạ. Còn khắc khẩu không? Dạ còn, mức độ tăng cường. Tăng cường. Dạ. Nói thật luôn là lúc nãy mà trước khi ra ghi hình đây là vẫn còn cãi nhau á. Vẫn còn gây lộn không nói chuyện. Vợ em thì có một cái là hay nói nhiều. À, như là có một phụ nữ bao giờ cũng nói nhiều không, cũng như là nói nhiều mà ví dụ có một sự việc nó dùng dặn rồi sáng mai 8 giờ đi làm hay ví dụ vậy đi, cứ nói hoài tám mai là nó dạ hiểu, dạ hiểu, bực quá dạ hiểu rồi dạ, rồi lúc đó thì mới chịu im, lúc khi là em quát lên là mới chịu im. Trời ơi quát rồi. Thì tại vì nói nhiều em hết lằng nhằng, em hết nói đi nói lại, tại vì em tính em nói một lần ok em hiểu rồi thôi. Hết. Làm như nói nhiều sướng lắm vậy. Nói nhiều cũng tốn calo rồi bực bội vậy. Nói chung không muốn nói nhiều á thì vợ nói lần phải biết nghe đi, lần sau đừng có lặp lại. Điển hình lên ví dụ thôi. Đi tập thể dục. Xong cuối cùng làm sao ý em? Em nói là phải giữ sức khỏe, đi tập thể dục đi. Cái đó là vợ cũng muốn tốt cho chồng thôi đúng không? Và hứa xong rồi đi tập. Mà em nói từ hồi em biết tới giờ tập chắc phải đã 5 môn là ít nhất. Mà một môn tập được chững khoảng tuần 10 ngày là bỏ. Rồi tới giờ này là nghỉ luôn rồi. Rồi em cũng hết nói nổi luôn rồi. Giờ coi như là không biết sao để thay đổi cải tạo nữa. Thì do công việc là do thời gian phải đi tiếp khách, phải đi qua 10 giờ sáng mới làm anh. Thì thời gian từ 5 giờ sáng đến 10 giờ thì mình đi tập thể dục chừng tiếng. Trong khoảng thời gian đó là dư sức luôn. Mà cái này chứng tỏ là không có quyết tâm. Hứa mà không có làm được. Đó, bây giờ chỉ cần tập thể dục thôi là một tật xấu nữa là thất hứa. Em hiểu không? Chị hỏi thăm tụi em nè, có khi tụi em yêu nhau được mấy năm thì quên người ta. Dạ. Cái thời gian yêu nhau đến khi cưới khoảng tầm 8-9 tháng rồi lấy nhau được 5 tháng rồi năm ấy. Dạ. Vì chị hỏi thiệt nha, nếu như bây giờ trong trường hợp mà cứ cãi nhau một ngày 5-6 lần như vậy đó thì hai bạn chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em nghĩ là chắc không được lâu. Cái vấn đề ở đây á là cái nguyên nhân để đi đến cái việc mà cãi nhau quá nhiều như vậy. Bây giờ còn đang xong rỗi chưa có con nè, còn có thời gian mà cãi nhau, còn có thời gian mà làm quề. Sau này có con rồi á là cãi nhau á là đi đến cái xung đột đỉnh điểm luôn. Thì cái đó nó hoàn toàn nó không hay chút xíu nào cho cái gia đình của mình. Dạ. Thì nó bây giờ này chỉ có thứ nhất là cái vấn đề đi nhậu khuya về. Thứ hai là bữa mà không làm. Ví dụ như theo chị là như vậy nè, cái chuyện thể dục thể thao á là cái chuyện mà tự mình á phải thấy cơ thể mình á nó cần thiết cái nhu cầu đó thì là rồi em tự em phải cố gắng. Cái cốt lõi bây giờ vấn đề về khuya, sau cái buổi này tụi em về suy nghĩ lại yếu tố đó. Chị nghĩ sau đây hai vợ chồng nên có một cái buổi ngồi nói chuyện với nhau để mà mình thỏa thuận với nhau về vấn đề giờ giấc của hai vợ chồng. Dạ. Để chi? Để mà cái tần suất mà gây lộn nó giảm đi, để nó tạo cái nền móng cho gia đình để mà đón thành viên mới. Xin cảm ơn em. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị. Em kêu khát nước quá, anh ca lăng anh khui cái nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới, thay vì anh thay nước cho em mà anh đưa cho nhỏ bạn em chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn.
Vì cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Đứng hình luôn. Em. Dạ. Đây là vợ em hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chị mới phải ngậm ngùi trước khi hỏi. Đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ, em được 25 tuổi rồi chị. Em tên gì? Em tên là Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ. Em công tác ở ngành nào? Em là nhân viên văn phòng của công ty nội thất. Ủa, Mỹ cưới anh, ông Mỹ lấy anh này lâu chưa? Dạ, cũng được 6 tháng à. Quá son đúng son, không? Son quá. Son này là son bóng luôn đó à. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Tuấn. Em cũng là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Trời, hơn vợ có 1 tuổi hả? Bạn là chững chạc so với tuổi của mình, trong khi vợ của bạn thì lại quá non nớt so với tuổi của mình. Bạn có cảm giác vậy không? Lâu lâu đi là nhìn tưởng hai chú cháu. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hôm đó là em rủ một anh bạn đi chụp hình. Hai đứa hẹn với nhau là mỗi người sẽ dắt theo một người mẫu. Em dắt theo một người mẫu và anh bạn dắt theo vợ của em. Cái lúc đó vợ đi trễ cho nên vừa có xe là cười trừ, thấy nụ cười là mình kết liền luôn. Rồi sao, cái buổi chụp hình nó diễn ra như thế nào? Dạ, cái buổi lần đầu đi chụp hình thấy ảnh thì hơi già dặn, với lại nhìn cái mặt có vẻ là hơi đỉu sao không có tin tưởng cho lắm. Trong buổi chụp hình thì ảnh cứ chụp hình cho mình không à, thấy kỳ kỳ quá, không chụp cho cái cô kia mà cứ chụp cho mình, thấy cũng nghi nghi rồi. Xong rồi sau cái buổi chụp đó là còn chụp nữa không? Sau buổi đó thì ảnh có xin số điện thoại em hẹn uống cà phê. Khi mà nói chuyện thì mình cũng biết là cô này mới bị bồ đá. Mình thì cũng mới vậy luôn. Hai người đồng cảm, thôi hai đứa mình quen nhau nha. Cuối cùng là cô không chịu. Lý do gì không chịu? Thì cũng mới quen nhau vài ngày mà anh đã ngỏ lời với em rồi. Làm sao mà tin tưởng được. Vài bữa sau ảnh có rủ em đi chụp hình nữa. Trong đó có một người bạn gái xinh lắm. Ảnh bữa đó cứ cầm máy chụp hình chụp cho nhỏ bạn em không à, lại bỏ rơi em. Rồi lịch sử lặp lại nữa. Rồi sao nữa cưng? Em kêu khát nước quá, ảnh ga lăng ảnh khui cái nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới thay vì anh thay nước cho em mà ảnh lại đưa cho nhỏ bạn em chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chị như vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì cái mẫu kia là mẫu mới, còn này là mẫu cũ rồi, cho nên là được ưu tiên đúng không? Khai thiệt đi. Lúc đó là em giống như phản xạ thôi, mà không biết suy nghĩ gì mình đưa nước đại luôn. Sực nhớ là mình biết là mình bị hố rồi. Từ đó thì sao là mình cứ ngồi nhìn cái con này hoài. Đúng không? Ảnh bị hớ vụ đó xong mà ảnh qua nói chuyện với em, nhưng mà em không đồng ý. Thế rồi tối nó gọi điện thoại nói chuyện cũng buồn à. Vài ngày sau ảnh lại ngỏ lời với em nữa, nhưng mà em cũng không đồng ý. Hai lần. Lần thứ hai mình đi á là mình chuyển thật là anh quen cô nào anh cũng bị phản bội, anh cũng bị đá hết. Anh rất là tội nghiệp. Nghĩa là dùng như khổ nhục kế. Đúng rồi, khổ nhục kế là nó như khóc. Mà nó thiệt nè, họ nói thiệt nha, là có bị bồ đá thiệt không? Có bị bồ đá. Rồi bạn có tiếp tục theo đuổi chụp hình lần thứ ba không? Lần thứ ba thì không có đi chụp hình. Thì lần cuối cùng này mình chơi một cái chiêu gọi là sau bao nhiêu năm đúc kết. Anh tỏ tình với em hai lần rồi, lần này thứ ba mà tỏ nói nhất quá tam. Mất quá tam. Lần này mà không được là anh bỏ luôn nha. Cuối cùng chịu. Tại sao lại chịu? Tại vì ngỏ lời cũng vài lần rồi, không chịu nữa thì mình hết người dẫn mình đi chơi rồi. Vậy hả? Mà cái người yêu mà bị bồ đá đó so với chồng của mình á thì ai hơn? Em thấy là chồng em vẫn hơn. Vậy mà quen nhau được khoảng nửa năm. Thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Lúc đó mình chưng hửng luôn, mình không biết sao luôn. Rồi cái cơn giận của em sao? Lúc đó là em không nói gì hết. Em bầm gan tím ruột đó. Đúng rồi, em đúng. Xong mấy ngày sau cô này biết mình giận nhưng mà không thèm gì hết. Cuối cùng 4-5 ngày sau em mới là người thôi anh hết giận em rồi, hai đứa mình làm lành nha. Tự giận rồi tự làm lành luôn nha. Dễ thương coi như là. Nhưng mà em có biết là em so sánh như vậy là làm cho bạn trai em tổn thương hay không? Thật sự thì ảnh là người nhiều điểm tốt hơn. Tại vì em sợ là ảnh sẽ tự cao, cho nên là em sẽ dìm xuống. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là bên đây chơi chiêu thì bên kia cũng chơi sách vở đó, chứ không có đơn giản. Lần sau nếu mà hỏi mà cổ mình nói anh hơn người cũ là em phải coi lại. Mà chị hỏi này, sau này lúc mà yêu nhau rồi á, có hay kể cho nhau nghe là sao không? Hay là có một lúc nào đó mình lạc lòng mình lại liên lạc lại với cái người yêu cũ của mình không? Lúc mới quen thì cũng còn liên lạc với người yêu cũ. Lúc đó là muốn tặng một cái món quà cho vợ, nhưng mà nghe tin cô bạn gái cũ là có người yêu mới á, thì không biết sao trong lòng nó cảm thấy rất là khó chịu. Cái mình lại đem cái món quà đó lên nhờ cái cô bạn gái cũ gói giùm. Thì sau về hai đứa chắc với nhau nói là mấy món anh đừng làm như vậy nữa. Xong không biết sao vợ phát hiện ra, vợ mới đem nguyên một cái laptop đùng đùng qua nhà mình mở ra, rồi mình không có chối cãi sao được hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại sao ông nhờ chi, nhờ ác ôn.
Bao nhiêu người gói quà đẹp không nhờ đi nhờ những người yêu cũ gói quà tặng người yêu mới. Em lý giải cái việc đó làm sao? Em cảm giác như là anh xem thường em vậy đó. Tại vì em đang quen ảnh mà anh lại liên lạc với người yêu cũ, anh biết giả sử em lại liên lạc với người yêu cũ em thì sao? Em có nói vậy với ảnh không? Dạ. Rồi anh trả lời làm sao? Anh kêu anh đòi chia tay với em. Lúc đó là mình biết là cho dù mình có giải thích như thế nào là vợ cũng sẽ không có hết giận. Mình đánh vào cái là biết vợ rất là thương mình, cho nó thôi em không tin tưởng anh, thôi hai mình chia tay đi. Mình vừa nói cái là vợ nói thôi em không muốn chia tay đâu, cái hai đứa làm lành luôn. Anh không ngờ đẹp và dịu dàng như thế này mà chấp nhận là từ dưới không phải lấy lần kèo trên mới được chứ. Rồi ai cầu hôn ai? Quen khoảng gần 2 năm ảnh ngỏ lời cầu hôn với em. Em mới nói là phải cầu hôn thì em mới chịu, ảnh mới dẫn em ra Phú Quốc. Nhưng mà em không biết là ảnh đã chuẩn bị cầu hôn em tại đó. Gần cuối ngày về ảnh hẹn em ra bãi biển, mà cái buổi tối đó thì trời giông bão. Lúc đó là em dự tính đi dạy bờ biển một hồi mệt, quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng vừa ra sấm chớp ầm ầm bão, rồi ở ngoài khơi thì sét đánh. Vợ sợ quá không dám ra. Cuối cùng là dắt vô một cái nhà hàng gần bãi biển, mà mình cũng tưởng tượng là một cái nhà hàng có nhạc, có đồ. Cuối cùng vô nhà hàng tối thui, không có gì hết. Hai chồng ngồi đập mũi. Mất hết toàn bộ cái gọi là cái cảm xúc luôn. Nhưng mà có móc nhẫn không? Đành phải móc nhẫn ra luôn. Em làm vợ anh nha. Rồi lúc đó em cảm xúc em sao kìa? Sao tự nhiên không khí mà nó lãng xẹn ra á, không có hấp dẫn. Rồi em thấy hơi cãi lấy lại em đi. Trời ơi, tự nhiên kế hoạch thì tự nhiên bị phá sản thật. Thật ra thấy không? Thấy rõ ràng. Người tính không bằng trời tính. Rồi bây giờ lấy nhau sao? Ai nắm tài chánh? Là em à. Rồi một ngày là phát cho chồng bao nhiêu tiền? Không phát hả? Ngày lên lương về thì đưa cho gia đình, còn dư một khoản thì sẽ gửi vô tiết kiệm của hai đứa. Vợ em là rất là đa nghi, lúc nào cũng là anh có quỹ đen phải không? Mặc dù là lương của mình bao nhiêu, tài khoản là nắm hết, lúc nào về cũng lột bóp, nếu mà thấy dư nhiều hơn 500 ngàn là rút ra một nửa để vô ông heo. Vậy đó, nhưng mà để ông heo thôi. Đúng nhưng không? Nhưng mà nếu vậy không thì cũng không nói gì để nói, mà vợ cứ hỏi là ủa sao anh không có tiền để mua quà cho em? Hồi xưa anh mua quà rất là nhiều, anh dẫn em đi chơi rất là nhiều, giờ anh không mua gì hết chứ anh không thương em được hả? Vậy đó. Nhưng mà có quy định là mỗi một tháng là sắm sửa cho chồng cái gì không? Em thực dạng là hơi tiết kiệm, và ảnh thì vung phí, thích xài đồ hiệu nhiều hơn, còn em thì không muốn như vậy. Cho nên là ảnh cứ cầu nhầu em về chuyện đó. Rồi ảnh có tật xấu gì nữa? Bây giờ tối không chịu đánh răng. Sợ hư răng hả? Dạ không, là em nghĩ là ngày đánh răng lần đủ rồi. Thôi nhiều quá hư bàn chải. Hư bàn chải chứ không hư răng hả? Tiết kiệm giùm cho vợ đó. Vợ đánh răng ngày mấy lần? 2 lần. Chứ tưởng 4 lần là đánh giùm chồng. Rồi tật xấu gì nữa? Ăn rất là nhiều. Ngày là ăn 3 bữa, còn ảnh ngày ăn 4-5 bữa. Thật ra thì cái này là cái thói quen lúc mới lớn thì mình ăn rất nhiều, nên đến bây giờ mình ăn nhiều luôn. Mà vợ thì suốt ngày cứ gần nhằn anh ăn nhiều như vậy là em không có để con cho anh đâu, tại vì anh ăn là anh ăn hết của con luôn. Cứ suốt ngày nói vậy mà không chịu để con. Mình thì mình rất là muốn có em bé, nhưng mà vợ thì cứ không có muốn. Cái đó là cái điều mà em không đồng ý với vợ hả? Dạ, tại vì cũng 26-27 tuổi rồi thì bây giờ có thì một sau này con lớn lên thì mình mới lo được cho con. Còn mà lớn tuổi quá thì sẽ không lo được cho con. Vợ còn tật xấu nào nữa không? Suốt ngày cũng muốn em 24-24 ở bên cạnh thôi. Tại vì vợ em tính thì cũng khá là nhút nhát á. Dù là gia đình của em thì cũng rất là thoải mái, rất là hòa đồng, nhưng mà vợ rất là tiếp xúc, giống như kiểu không dám nói chuyện vậy đó. Trời ơi, mà nhút nhát vậy mà dám tham gia chương trình này hả? Dạ, thực sự thì là mẹ chồng cổ vũ là hai chồng đi thi đi, mẹ trúng thưởng để cho mẹ. Bây giờ anh mới phát hiện là mẹ chồng em là rất là thích cái giải thưởng là miếng cước từ này. Tức là vì mẹ mà coi như là lấy hết sức bình sinh để đi tham dự cái chương trình này đúng không? Dạ. Chị nghĩ mẹ mong muốn hai vợ chồng em tham gia chương trình này á, muốn rằng là tụi em sẽ cởi mở với nhau hơn nè, dạn dĩ hơn nè, và sẽ có cháu mau mau cho mẹ. Chắc cái đó là cái điều mà mẹ muốn nhiều hơn hết. Dạ. Vậy giờ em có mong muốn chồng em thay đổi gì ạ? Ảnh xinh ngoan hơn và nghe lời em nhiều hơn, bớt chơi game đi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hiện giờ là em quan tâm đến gia đình là bao nhiêu thời gian trong ngày? Khi mà về á là vợ bắt mình ở trên phòng, cái em là em ơi cho anh xuống chơi game tiếng buổi tối, mình lên nói anh mê game hơn là mê em. Em mà em không chơi với anh nữa vậy đó. Nghỉ chơi vậy. Đúng rồi, nghỉ chơi. Rất là hay giận dỗi, với lại lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh 24/24. Nhưng mà nhiều khi sau này em còn cái sự nghiệp hay là những cái mối quan hệ công việc ở ngoài nữa, thì như vậy thì em sao không có đủ thời gian để cho những công việc bên ngoài, cái công việc đó. Dạ, không? Thì em chỉ mong là vợ mở lòng ra chút xíu và có những cái cuộc nói chuyện với lại những người ở nhà nhiều hơn. Em thấy cái mong muốn của chồng em vậy là chính đáng.
cũng hơi hơi à. Thực ra cái đó là chính đáng đó em à. Dạ. Nếu mà bây giờ em thử biểu quyết coi thì toàn bộ khán giả dưới sẽ thấy rằng cái mong mỏi của chồng em rất là chính xác. Rồi cái đó là cái tương lai lâu dài đó cưng. Dạ. Bây giờ mình chưa có con á. Thì mình chưa thấy được cái sự nghiệp của chồng và những mối quan hệ bên ngoài của chồng á, là một điều cần thiết đâu đó. Còn về phía cái mong mỏi của chồng đối với em là em cởi mở hơn với mọi người trong gia đình á. Chị thấy cũng rất là đúng luôn. Mình sống trong gia đình của chồng mình á, thì cái người mà để cho mình đẻ chia á, là má chồng đó. Người đó gần như thay mẹ mình á, suốt quãng đời còn lại sau này. Khi mà mình cởi mở ra như vậy, hai mẹ con hiểu nhau, mọi sự thuận lợi nó sẽ đến với em rất là nhiều. Vừa được chồng thương, vừa được má chồng thương, gia đình chồng thương là một cái điều mà người phụ nữ nào cũng ước mơ á. Đó, còn cái mong muốn của vợ đối với chồng á thì em có Em nghĩ là sau chương trình này sẽ cố gắng. Cái đó là không phải cố gắng mà phải làm liền. Đúng rồi, đúng rồi. Kim cảm ơn hai em. Dạ. Thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son. Wow, dễ thương quá. Mời hai người mẫu của chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thành Phước, năm nay 28 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Yến, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai bạn là quen nhau như thế nào và tình yêu của hai bạn bắt đầu từ đâu? Dạ, thì quen nhau thì vợ em là người chủ động làm quen ạ. Cái hôm mà em được vợ làm quen là em đi với mấy người bạn đến cái nơi mà vợ em đang diễn văn nghệ đó. Thì vợ em không biết sao mà chủ động xin số điện thoại và làm quen em luôn. Vậy hả? Lý do gì vậy cơ? Không phải là do ảnh dễ thương quá, ảnh xoái ca quá cho nên là muốn xin số làm quen đúng không? Dạ, lúc đó là em nghĩ như vậy đó. Dạ, tại vì lúc đó là cả mọi người đều theo cái trào lưu hip hop. Thì chỉ có duy nhất chồng em trong một đám bạn thì mặc đồ rất là bình thường. Dạ, cho nên là đối với em là cái bình thường đó là đặc biệt. Mà đặc biệt là ảnh không có thèm giờ em, cũng không thèm nói chuyện với em luôn. Đối với em này là anh này chắc lạ dữ lắm đây. Ủa, bữa lúc đó em gặp vợ em không thấy vợ em đẹp hay sao mà em không dòm vậy? Dạ, vợ em lúc đó xinh lắm chứ, xinh nhất trong cái những người con gái em gặp luôn. Có điều là tại vì lúc đó em nhìn thấy ghê lắm, bởi vì không dám nhìn luôn, sợ nhìn mê cái không có gì để mà Tức là em tự cảm thấy mình thấy ghê á. Dạ. Em có nhìn thấy đúng không? Dạ. Nhìn thấy đẹp quá cho nên thôi rủi nhìn lén lén nhìn. Nhưng mà chính vì cái điều đó mà lại tạo nên cái sự ấn tượng trong cô này. Dạ đúng rồi. Là sau khi xin số điện thoại rồi như thế nào? Dạ lúc đó thì em giả bộ em nói là sắp tới thì có một cái buổi offline, em hy vọng là anh tới dự cho vui. Thế lúc đó em mới nhắn tin. Thì mỗi ngày em nhắn một tin nhắn hỏi anh là anh dậy chưa, ăn chưa. Thì một tuần sau thì em thấy anh nhắn cho em cái tin là Yến à, từ đây về sau mà em có muốn gì thì cứ việc nói với anh. Trời, em bắt bài luôn. Em biết rồi, lúc đó là em biết là anh này thích mình rồi. Em, cái lúc mà em thấy bạn này bạn cứ nhắn tin cho em để xin số điện thoại em vậy á, thì lúc đó em suy nghĩ gì trong đầu? Em nghĩ là chắc đang giỡn với em đây, đang chọc em chơi. Tức là thôi. Đang chơi trò Tom and Jerry đó. Dạ. Ôi, vậy mà em không tưởng tượng đó là thiệt luôn hả? Rồi khi mà em nói cái câu là từ sau em muốn cái gì thì cứ nói thẳng với anh, là trong đầu em nghĩ cái gì? Lúc đó là em bị mê rồi. Thì ý của em là muốn nói là nếu có thích anh thì nói thẳng ra luôn hả? Dạ không, ý em là em đã mê cô ấy rồi, bây giờ cô ấy muốn làm điều gì em sẵn sàng em làm đó. Giúp hết. Dạ. Ủa lúc đó là khoảng năm nào? Lúc đó là em mới 19 tuổi. Dạ còn em 17 ạ. Ủa vậy đó hả? Dạ em học lớp 10. Ngộ quá ha, tức là em gặp anh này là em thích liền. Dạ. Mà anh này cái sắc của ảnh so với những nhóm bạn á thì cái sắc của ảnh có hơn tất cả mọi người không? Dạ không, anh xấu. Dạ. Xấu. Mà tại sao em lại đắm đuối như vậy ta? Thì người ta cái gu người ta là cái gu xấu. Tại vì ảnh ăn mặc rất là bình thường, trắng trẻo rồi ra dáng thư sinh lắm. À tức là em thích người thư sinh lịch lãm. Dạ. Em không thích bụi bặm, không thích người là đúng hip không? Dạ. Hip hop. Giai đoạn hip hop. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi mà ảnh nhắn tin cho em có nghĩa là có gì em cứ nhờ ảnh đúng không? Dạ đúng. Lúc đó là coi như là tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Dạ. Bao lâu thì mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau câu nói là tụi em bắt đầu quen nhau. 17 tuổi. Dạ đúng rồi. Thế thì cái tình yêu học trò của tụi em nó có đẹp không? Nói chung là rất là đẹp. Tại tụi em quen 7 năm thì mới tiến hành tới cưới.
Thì trong 7 năm đó thì có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà đa số là vui. Và cưới nhau một cách êm đềm luôn, có sóng gió gì nữa không? Rồi sao nó là có khó khăn có hả? Có dạ sao mà gần cưới thì cũng cãi nhau, em lại nói thôi không cưới nữa. Dạ thì em có nói với ông ngoại em là con thấy không ổn. Ông ngoại nói thôi tao thấy mày cũng còn nhỏ quá thì thôi khoan đi, mày mời gia đình bên qua tao nói chuyện. Dạ thì em có gọi qua cho anh này, gia đình anh này qua. Dạ thì chắc là qua với một tinh thần rất là hồ hởi, nhưng mà khi qua thì gặp ông ngoại em nói thôi nghe, ông cưới gì nữa nghe. Ông nội cái ông này nói là thôi từ từ đi anh. Rồi em kể tiếp nghe coi nó sao. Thì em chở ông nội qua để mà nói chuyện với ngoại. Ông ngoại nói là thôi hủy hôn đi. Cái ông nội mới bàng hoàng xíu và nói thôi anh cứ bình tĩnh đi, thì tụi nó đã tính tới bước này rồi, tụi nó cũng quen nhau lâu rồi, giờ hủy hôn thì tội tụi nó, để tụi nó suy nghĩ thêm. Cái thế là em chở ông nội về. Về xong rồi cái quay lại em khóc sướt mướt luôn, tại vì nghĩ là sắp có vợ rồi, giờ tự nhiên cái bị hủy hôn buồn quá khóc. Một phần vì sắp mất vợ, một phần vì tiếc tiền nữa. Trời đất ơi, khóc không phải vì chia ly mà coi như là tiếc tiền quá. Để khóc quá trời luôn. Rồi sao nữa? Rồi sao cuối cùng lại có như có quỷ thiệt không hay là chỉ mới tới đó thôi. Thì mẹ em thấy anh khóc quá trời luôn, rồi ôm nhau giống như là mẹ con vậy đó. Thôi con đừng khóc nữa. Để mẹ tính lại. Dạ thì lúc là em cũng khóc với mẹ em luôn. Dạ không, em đứng em nhìn thôi, thì ảnh với mẹ em ôm nhau khóc hai hả. Để với mẹ em thôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì thấy hai mẹ con khóc sướt mướt quá, cái ông ngoại cũng suy nghĩ lại và cho hai đứa tiến tới hôn nhân luôn. Bây giờ tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 2 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hai bé. Trời ơi, em bé rồi hả? Trời dạ đất. Ôi thấy chưa, hai bé mà phọt như người mẫu. Trời ghê thiệt chứ. Chắc tập dữ lắm luôn đúng không? Tập không? Dạ không, sanh nó ra rồi chăm nó cực rồi tự động nó xuống thôi. Ủa nhưng mà con em là đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. Hả? 2 tháng hả? Dạ. Sao giỏi quá vậy? Ôi chạnh lòng quá. Thôi nghỉ, không có dẫn chương trình nữa. Đi vô mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá nhiều. Vô duyên này nè, em hai đứa này được bằng như người ta không em nói? Trời, tôi lớn tuổi hơn. Trời ơi. Thon rồi. Trời ơi. Người đàn ông nào người 40 mà dáng đẹp với mình. Trời đất ơi. À, đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, bé lớn được 1 tuổi rưỡi ạ. Có nghĩa là 2 năm hai đứa. Dạ đúng rồi. Thì em ở riêng hay ở chung? Dạ ở chung với ba mẹ em. Sau khi lấy về chắc có lẽ là cuộc sống chắc cũng vui vẻ đúng không? Dạ có gì. Chính xác. Em thấy là em cưới ảnh là chỉ may mắn một thôi, nhưng mà được vô gia đình như gia đình chồng em là may mắn tới 10 lần. Dạ tại vì ông bà cố rồi ông bà nội giữ cháu giúp em, thế em mới sanh hai đứa liên tục như vậy. Dạ. Vậy mà sao em nói em nuôi cực quá rồi em ốm? Dạ cái đó là ban đêm thì vẫn phải đưa về ngủ với mình chăm. Anh hỏi là vậy trong cái giai đoạn mà vợ em sinh con rồi chăm con á, vợ em có thoải mái không hay là có khi nào, tức là có bị stress trầm, mà có bị stress, trầm cảm sau sinh không, tại vì nhiều khi cực quá đó. Dạ cái vấn đề đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình em, tại vì em là người sanh hai đứa đều bị hết. Sao em? Dạ thì vợ em giống như là cái tính tình nó thay đổi 180 độ trước khi sinh luôn, kỳ cục lắm, kỹ tính nè, rồi nhạy cảm nè, rất là khó chịu luôn, khó chịu trong mọi điều luôn. Tức là lúc trước khi sinh là không hề như vậy? Dạ không hề, rất là vui vẻ, háo hức chào đón cháu nó ra đời luôn. Ví dụ như thế nào? Tự nhiên sinh xong cái nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn á. Cái suốt ngày bắt em dọn dẹp hoài, đi làm về là phải dọn dẹp. Cái đó là bị hội chứng đó, chứ không phải là dặn, không phải là stress nữa. Lo cho bị một cái hội chứng kỹ. Dạ, dạ nhiều lắm. Rồi bắt em rửa bình sữa thì cứ lén nhìn hoài coi có bỏ qua giai đoạn nào không, sợ dơ con nó đau bụng. Dạ. Rồi đọc trên báo á, thấy không có vaccine tiêm cho con, mà trong khi đó con tới 2 tháng sau mới tiêm. Giờ không có đã khóc lo lắng ngủ không được luôn. Lo xa đúng không? Xa, dạ. Con gì nữa? Rồi người thân đến thăm á, nếu mà lỡ nói gì mà động chạm nhẹ đến vợ em á, giống như là sao bé thế này, sao con không làm thế này, sao con không ủ ấm cho bé này nọ, là cái vợ em cũng buồn khóc nữa. Dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương. Còn gì nữa? Người dẻ bắt em phải tẩy trắng sạch sẽ vậy đó. Phải tẩy bằng xà bông này nọ đàng hoàng, phơi khô lên, không được xài tùm lum tà la luôn. Đây là cái dạng là bị hội chứng sợ vi trùng á, tức là không có cái đó, giống như là có những người bị hội chứng sợ máu á. Dạ. Dạ. Anh thấy có nhiều bà vợ là sau khi sinh xong mà còn thay đổi tính, là nóng tính lên. Dạ. Dạ em có nóng tính không? Dạ có nóng tính lắm. Hai vợ chồng cũng cãi nhau, thì đợt đó là dạ em đập bể bình sữa luôn mà. Văng lum la, cái em sợ quá cũng phải năn nỉ xin lỗi.
rồi cãi nhau nặng hơn xíu nữa thì đòi ẵm con đi, rồi có lúc thì kinh khủng hơn thì đòi hai mẹ con nhảy lầu luôn. Trời ơi. Tức là cả hai bé em đều bị cái triệu chứng như vậy luôn. Mà em biết trước là mình bị, bình thường em rất là bình thường, nhưng em biết là cái thời điểm đó em sẽ như vậy đó. Em nhìn mọi thứ nó lên một cách rất là tiêu cực. Như vậy là có nghĩa bây giờ em vẫn còn đang bị? Dạ bây giờ thì nói ra thì tại vì bé mới 2 tháng rồi đúng nhưng không? Nhưng mà em bị như vậy là thường là 3 tuần cho tới khi mà ra tháng. Mà bây giờ hết rồi phải không? Dạ bây giờ hết rồi. Nhưng mà giờ thấy nụ cười tươi quá mà. Mẹ của em á có đồng cảm và có lên an ủi hay tâm sự với em không? Bé đầu thì chưa, mẹ chưa hiểu lắm. Thì lúc đó thì em với mẹ em cũng có hụt hặc. Đỉnh điểm là mẹ em đã lên phòng và nói là sao suốt ngày con cứ khóc lóc hoài vậy? Nó dễ thương như vậy mà con vẫn cứ khóc lóc. Thì lúc đó em vẫn tiếp tục khóc. Em chờ ông này về dỗ em. Thì nói chung là lúc đó em nhìn cái gì thì nó cũng bi quan á, bi quan lắm. Bây giờ em nghĩ là em vẫn còn buồn cười mình nữa. Nhưng mà không, thật ra nó là tại vì á, biết mấy ông chị cũng có một cái thời điểm mà lúc đó là chị sanh xong rồi á, em biết là bắt đầu chị sợ chiến tranh nè, chị sợ bão lụt nè, chị sợ thiên tai, sợ lắm. Dạ, nhìn rồi. Đâu chị cũng sợ hết trơn á. Dạ. Tại vì mình cưng con mình quá, mình thương quá. Dạ. Cái bản năng bảo vệ của mình nó trỗi dậy á. Tại vì vậy nè, em biết không, lúc mà mình để con mình trong bụng á, mình yên tâm toàn phần bởi vì đi đâu mình cũng mang nó theo. Dạ. Và mình biết là mình đang bảo vệ được nó. Khi mình sanh nó ra rồi á, là tự nhiên mình cảm thấy nó bị tách khỏi cơ thể của mình á, là bắt đầu mình sợ. Dạ. Tụi mình sợ lắm, sợ tất cả mọi thứ luôn. Dạ, đúng. Đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Dạ. Đó. Em cũng rất là mong mọi người sẽ quan tâm. Quan tâm đến vấn đề này. Dạ đúng rồi. Còn đứa thứ hai thì sao? Dạ tới đứa thứ hai thì gia đình em rành rồi. Biết rồi. Mà chắc có lẽ là em là người chia sẻ. Dạ đúng rồi. Em giải thích cho mọi người. Em với vợ là làm tư tưởng cho gia đình trước. Thì cũng cái dịp hôm đó là có một người khác bị cái trường hợp nặng lắm. Thì em mới dẫn chứng ra luôn. Cái gia đình em mới thấu hiểu và hỗ trợ tụi em trong việc chăm sóc con để vợ em bớt phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh hỏi em là trong cái giai đoạn mà vợ em bị những như thế đó, dạ, thì em có thể chia sẻ rằng là em giúp vợ mình vượt qua là như thế nào? Em rất là thấu hiểu vợ, em đem vào phụng sinh với vợ luôn. Em thấy vợ đau đớn này nọ nên em rất thương. Vợ có cọc cằn hay là có nóng tính, có đập đồ này đi nọ em cũng không có trách nữa. Tại vì em biết đó là cái người phụ nữ mà sau khi sinh đó, người ta phải bị gò bó nhiều thứ lắm. Anh em thấu hiểu cái điều đó và thông cảm rồi chăm sóc vợ nhiều hơn. Không, thực ra nếu mà những bạn trẻ nào á mà chuẩn bị có em bé mà xem cái số này á, các bạn quan tâm một chút xíu nè, kể cả phụ huynh, hội chứng sau sinh là hầu như là bị hết, và cái biểu hiện cũng như là những cái hành vi lúc đó của người mẹ nó sẽ tạo cho những người xung quanh khó chịu. Dạ đúng rồi. Đó, và từ cái khó chịu đó nếu như mình không đồng cảm, mình không chia sẻ thì nó sẽ tạo một cái hố sâu ngăn cách hơn nữa, và từ từ cô lập cái người mẹ, và người mẹ sẽ đi đến việc trầm cảm nặng. Đó thì Vân thấy là mọi người nên để tâm đến những người mẹ mà sắp sửa sanh, nhất là những sanh đứa con đầu lòng. Tội nghiệp lắm. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cũng chúc mừng em có người chồng quá thấu hiểu. Dạ. Thì kế hoạch hai đứa vậy là đủ rồi. Dạ. Dồn sức lại, chung tay lại để mà chăm con, nuôi con khôn lớn nha. Và lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, có nụ cười tươi. Và hãy nhớ cái câu này rất hay. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Dạ, cảm ơn chị.